Dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, khó lường. Thành phố đang quyết liệt các giải pháp để khoanh vùng dập dịch. Trong đó, những ngày gần đây, ngành y tế và các địa phương đã tăng tốc xét nghiệm diện rộng theo phương pháp gộp nhóm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Ngũ Hành Sơn. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, thì hiện nay quận Ngũ Hành Sơn đang quyết liệt triển khai việc xét nghiệm theo nhóm. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm có thể kịp thời phát hiện các trường hợp liên quan tới các ca bệnh có những biểu hiện bệnh để mà có thể khoanh vùng dập dịch. Việc thực hiện này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất là lớn của người dân trên địa bàn. Đây là điểm xét nghiệm tại khu dân cư An Thượng được tiến hành theo phương pháp gộp nhóm vừa được phường Mỹ An triển khai. Khu vực này có ca bệnh COVID-19, vì vậy sau khi điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2, địa phương đã tổ chức xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực để sớm phát hiện lây nhiễm nếu có. Xét nghiệm mà theo nhóm hoặc là cho cộng đồng diện rộng nên là rất là tốt, người dân rất là ủng hộ. Người dân điện thoại lên là kiểu như trong tới cái ngày để mà được xét nghiệm cho mọi người. Ở phường Mỹ An là triển khai cũng được ngày nay là cái điểm này là điểm của các bệnh nhân F0 của 453 là vừa rồi mình xét nghiệm mình lấy máu, trừ mình là xét nghiệm mình lấy dịch hầu họng để mà là đảm bảo cho cái sức khỏe của người dân. Đến nay, quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành xét nghiệm gần 5.000 trường hợp liên quan đến các ca bệnh cũng như các khu vực có nguy cơ cao. Trong đó, xét nghiệm cộng đồng diện rộng khoảng 1.200 người. Ngoài các khu dân cư có nguy cơ cao, thì quận cũng đã tiến hành xét nghiệm gộp nhóm trong lực lượng vũ trang và các lực lượng khác trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Thì nói chung là cũng thấy được, mình nghe tin phường bố đó mình cũng vui, mình cũng tới để xét nghiệm để cho biết. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Rõ ràng việc tăng tốc xét nghiệm, trong đó việc áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp nhóm là hết sức cần thiết để kịp thời phát hiện, khoanh vùng dập dịch. Khi ngành y tế địa phương triển khai thì mỗi người dân cần tích cực phối hợp để việc xét nghiệm được thực hiện nhanh chóng và chính xác.